Kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Để tiếp tục nối chuỗi hoạt động chào mừng 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, một hoạt động đang diễn ra rất ý nghĩa và thiết thực, đó là hoạt động gì, hình thức làm như thế nào? Sau đây xin mời các bạn cùng đi với Kiên để xem công việc đó là gì nhé. Vâng, vừa rồi chúng ta đã thấy một hoạt động trồng cây xanh rất có ý nghĩa của Hội Liên hiệp Thanh niên và Đoàn xã Nghĩa Thành. Tại đây đông đảo các anh chị đoàn viên thanh niên, mặc dù trời mưa to gió lớn nhưng vẫn nhiệt tình hăng say tham gia trồng 100 cây xanh hướng tới ngày thành lập của hội. Và sau đây xin mời quý vị, anh chị chúng ta cùng lắng nghe một cảm nhận của người bí thư chi đoàn đến từ xóm Tân Tiến khi tham gia hoạt động này quý vị nhé. Này thì tham gia buổi sinh hoạt của anh thì trong lòng tôi rất chỉ là vui mừng và phấn khởi. Đây là một hoạt động rất chỉ là bổ ích và ý nghĩa để chào đón 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hoạt động này thì tôi muốn gửi tới những lời chúc tốt đẹp nhất để dành đến những viên thanh niên trên toàn xã, một lời chúc thành công trong cuộc sống và tràn đầy năng lượng để tiếp tục những buổi hoạt động như thế này. Trái đất tôi yêu màu xanh. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi một số hình ảnh hoạt động của tuổi trẻ xã Nghĩa Thành nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Cùng với những hoạt động trồng cây xanh, thì trong thời gian qua, tại các chi đoàn, chi hội cũng đã có nhiều hoạt động cụ thể như nạo vét, khơi thông kênh mương, đường làng ngõ xóm, bị bồi lấp trong những trận mưa vừa qua, hay tổ chức kết nạp đoàn đợt 2 lớp 90 năm nhân ngày 15 tháng 10 và còn rất nhiều hoạt động khác. Qua hoạt động này, cho tôi xin gửi tới tất cả các bạn thanh niên một lời chúc sức khỏe, chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.